cách để sở hữu vùng bụng phẳng. Cho dù đó là mùa xuân ở Huế, mùa hè ở Hà Nội hay là quanh năm chỉ có mùa thu như Sài Gòn thì thời khắc và các bờ biển bắt đầu vẫy gọi bạn. Bạn có muốn diện đồ tắm và nếu như bạn cảm thấy vòng bụng của mình không được đẹp cho lắm thì bạn nên và cần phải tìm cách để muốn cho nó trở nên săn chắc hơn và các lời khuyên sau đây sẽ là những nguồn hướng dẫn dành cho bạn. Phần 1: Tuân theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh. 1 không nên dùng bất kỳ các loại thực phẩm nào có trong vòng 2 hoặc 3 giờ trước khi ngủ. Cơ thể của bạn sẽ hoạt động chậm lại khi bạn ngủ và ngăn chặn quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày một cách tuyệt đối. Vào buổi tối và vào ban đêm, bạn cũng nên bạn cũng sẽ ít hoạt động hơn, có nghĩa rằng là các hoạt động và cơ thể của bạn sẽ dự trữ cái lượng calo mà bạn tiêu thụ sau khi ăn tối muộn, chẳng hạn như là chất béo thay vì là đốt cháy chúng thì lại cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cố gắng là không dùng bất kỳ các loại thực phẩm nào trong 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ hoặc thực hiện theo chế độ dinh dưỡng ban ngày, có nghĩa là bạn chỉ được phép ăn uống vào ban ngày. Cách số 2, ăn uống lành mạnh hơn. Thực sự là không có một bí mật nào để bàn về chế độ dinh dưỡng cho một vùng bụng phẳng, bạn chỉ cần ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe chẳng hạn như hoa quả, rau củ và các loại ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế ăn vặt như là ăn kẹo, khoai tây chiên hay là thức ăn nhanh. Chỉ cần bằng cách thay đổi đơn giản này, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ ràng ở tại vùng bụng của bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn ngừng sử dụng các loại thực phẩm này một cách bất thình lình và hoàn toàn, hãy tiến hành một chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh theo một cách từ từ nhưng kiên định trong việc thay đổi, thay thế các thực phẩm không lành mạnh bằng các thực phẩm lành mạnh. Sau đó, thì một vài thay đổi đơn giản bạn có thể thực hiện như sau: ăn nhiều protein lạc như là đậu, các loại hạt thịt nạc rất tốt cho cơ thể của bạn miễn là bạn không ăn mỡ Ăn các loại ngũ cốc nguyên cám Hãy tìm các loại thực phẩm có dán nhãn 100% ngũ cốc nguyên cám hoặc 100% bột mì nguyên cám Chứ không phải là đơn thuần chỉ là bột mì Ngũ cốc nguyên cám sẽ giúp cho bạn lo lâu hơn Và cũng như vậy là có thể giúp cho hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn để có thể sở hữu được một vùng bụng phẳng Sử dụng các loại thực phẩm chế biến từ sữa ít béo thay đổi từ việc sử dụng các loại thực phẩm từ sữa có chứa ít chất béo sang những loại mà ít chất béo hơn để mà có khả năng là giàu protein và vitamin B6. Sử dụng chất béo lành mạnh, không phải tất cả các chất béo đều không tốt cho sức khỏe. Chất béo bão hòa đơn trong quả bơ, đậu, dầu cá thực sự là rất tốt cho sức khỏe của bạn và chúng có thể giúp cho bạn giảm cân. Bạn chỉ cần nên nhớ rằng các loại chất béo có cấu hình là trans có nhiều ở trong loại thực phẩm được chế biến sẵn và các loại bánh ngọt giảm natri hấp thụ. Và cái lượng natri giữ nước của cơ thể của bạn sẽ trông cho bạn khiến béo lên, đặc biệt là ở quanh vùng bụng. Bất cứ khi nào có thể, hãy thay thế bằng hàm lượng natri cao với những loại tốt hơn cho sức khỏe. Thay thế muối ăn thông thường bằng muối kosher hoặc muối biển. Các loại muối này thì có chứa hàm lượng natri thấp và bạn cũng nên sử dụng các loại như nước tương xì dầu sẽ có khá nhiều natri. 3. Giảm khẩu phần ăn. Thay vì dùng thực phẩm không phù hợp, nhiều người lại ăn quá nhiều thực phẩm phù hợp. Bạn chỉ nên ăn cho đến khi bạn cảm thấy no, sau đó bạn hãy ngừng ăn. Nếu như bạn thường xuyên sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe để ăn nhẹ trong ngày, bạn không bạn thì sẽ không cảm thấy đói nữa. Một mẹo tốt dành cho bạn là có thể dùng đĩa cỡ nhỏ để ăn. Bằng cách này, chiếc đĩa của bạn sẽ trông đầy áp thức ăn hơn nhưng thực ra bạn lại ăn ít hơn thông thường. Ngoài ra, hãy cố gắng lấp đầy một nửa của chiếc đĩa với rau củ. Nhai chậm và kỹ khi ăn. Nhai kỹ thức ăn có thể giúp cho bạn thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong dạ dày, khiến cho bạn cảm thấy ít ách bụng và đầy hơi. Bạn nên nhai thức ăn cho đến khi chúng trở nên sệt như sốt táo. Hãy nghỉ một lát sau mỗi thì ăn. Cách ăn này sẽ giúp cho dạ dày của bạn có cơ hội được nhận ra rằng nó đã no và do đó bạn sẽ không ăn quá mức. 4 dùng những thực phẩm có chỉ số đường huyết glycemic index thấp. Các loại thực phẩm này sẽ có cần nhiều thời gian hơn để có thể tiêu hóa, vì vậy bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Cơ thể của bạn sẽ từ từ hấp thụ các chất dinh dưỡng giúp cho bạn tránh tình trạng tăng hoặc hạ đường huyết cho đến bữa ăn tiếp theo. Một vài thực phẩm chỉ có chỉ số đường huyết thấp cho cơ thể bao gồm bắp cải, cà rốt, bông cải trắng, cần tây, dưa chuột, bí ngòi xanh, rau diếp cá lá xanh sẫm, hành củ, lê, cà chua, cải son, bông cải xanh, chuối, táo và quả mọng là những loại thực phẩm tốt để dùng. 5. Giảm cắt càng nhiều lượng đường khỏi chế độ dinh dưỡng của bạn càng tốt. Bên cạnh việc giảm lượng calo dư thừa của cơ thể, bạn nên giảm lượng đường sẽ giúp cho bạn hạ thấp đi hàm lượng insulin của trong cơ thể. Hàm lượng insulin của trong cơ thể nếu như được hạ đi đồng nghĩa với việc rằng cơ thể của bạn sẽ tăng cường một loại nội tiết tiết tố để biến các chất dưới được gọi tên là glucagon. Glucagon là chất để đốt cháy glucose tạo thành năng lượng. Góp phần làm đem lại một vùng bụng săn chắc hơn. Thận trọng khi ăn các loại bánh kẹo công nghiệp, cho dù chúng có thể giúp cho giảm lượng calo hấp thụ, chúng cũng đã được chứng minh là nguyên nhân kích thích cho các cơn đói gây ra tăng cân nhiều. 6. Dùng các thực phẩm giàu protein để ăn nhẹ trong khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Theo các chuyên gia thì sử dụng các loại thực phẩm giàu protein để ăn nhẹ vào khoảng từ giờ vàng là 3 đến 4 giờ chiều sẽ giúp cho thúc